Giàu 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 bác có sao? Chào mừng 500 anh em đã đến với kênh YouTube của mình, và đây là Quyền Vương Chiến đến từ VNC với nick Lengen yêu gì nữa đấy. Thì ngày hôm nay thì đây cho các bạn xem thì mình đã nói là con Kula nó sẽ lục môn vào ngày 18 à, vào ngày 19, nhưng mà khả năng cao là ngày 18 nó sẽ lên được mất quá anh em nhỉ, đúng không? Với cái lượng thể lực sắp tới thì mình nghi là ngày mai chúng ta sẽ lên được lục môn ở Kula rồi, đúng không? Lên được lục môn Kula là mọi chuyện nó sẽ khác bò, thì như nó lên 1 triệu lực chiến cho anh em. Ui, vẫn chỉ 992k lực chiến thôi, khả năng ngày mai sẽ lên được nhá. Cái vấn đề đó thì ngày mai mình sẽ làm clip không, còn clip này thì chúng ta đang nói về cái tháp Orochi. Như các bạn đã biết thì tháp Orochi mới update thêm những cái tầng mới rồi, và bây giờ mình sẽ đánh tiếp nha các bạn nha. Đấy, thấy mấy ông lên được tầng 120, 120 mấy rồi ạ, kinh thật. Mình sẽ thử đánh nha các bạn nha. Đây, lên tầng này bắt đầu là ấy à, chỉ có đánh tay rồi các bạn. Ui dồi, càn quét không 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 lại được anh em ạ. Hên xui có cái thì càn quét phát thì hên xui thì thắng, có cái phải đánh tay nha, phải đang cao là đánh tay rồi. Còn đánh tay thì mình không thạo cho lắm. Tay mình ạ, không thạo cho lắm. Giết được con Kula này. Biết đâu nó có cái gì đấy anh em. Combo liên tục rồi. Mất hết tay rồi nha. Giết được đấy nhờ. Ui rồi vẫn không giết được nó kìa. Vãi lọ thật. Bao nhiêu cái combo không chết, may quá nó bị cái câm lặng. Ui dồi ôi, mẹ nó đẩy xuyên cả rác đấy luôn kìa anh em kìa. Đẩy xuyên cả rác ảo của Ghi luôn kìa. Kịp không? Kịp luôn phát nữa. Ui ôi, không đóng băng nó lại kìa. Chắc là thắng rồi anh em nhỉ, 100 giây, ui sợ không kịp. Nếu có sờ mắc Kula thì ngon. Ây à, sung mắc kết liễu ạ. Ờ, sao Kim nghe lãi nhỉ? Ờ, cái đấy nhìn giống như kiểu lục ngôn của nó vậy. Vì mình không chơi con Yasuo ở trong này nên mình không biết. Thật. Đủ đam anh nha, đủ nha, 50 giây. Là đủ rồi đúng không? Ok, vậy chúng ta đã vượt qua được tầng 103 rồi. Mặc dù combo mình không thuộc nhiều cho lắm. À thôi, chúng ta cũng đi thêm được cái gì đó đây. Mảnh vạn năng à. Tiếp nào. Tầng 104. Lại là Kula nữa, đéo cản quét được rồi nhỉ. Mẹ. Ước gì có thể cản quét được. Không cản quét được. Còn phải đánh thủ công thôi. Nếu mà Kula sở mắc thì ngon nhỉ. Khả năng ngày mai đánh cái này sẽ dễ hơn rồi nhỉ. Ngày mai đánh cái này nó sẽ dễ hơn. Có cái là dùng vét tay là nhà luôn anh em. Con GC không, con GC lại không lên giáp ạ, vãi lọ thật. こっちだ。
Chắc là qua ải này còn dễ hơn ải trước anh em nhỉ. Vô chiêu phát chết của Yelit, chết toi luôn anh em. Ê ơi, ê à, mẹ chủ quan nó. Ồ, đấm phát cu la mẹo luôn. Vãi cả cứt ạ. Đấm phát mẹ cu la hẹo luôn anh em nhờ, đấm lực thật sự ấy. Nó vận là anh em nhìn thấy dạng như kiểu nó vận công của bàn tay ấy. Đấm lực vãi nồi luôn. Đấm phát cu la hẹo luôn. Nhìn quả hơn 4 triệu đam. Cu la đi viện. Ôi lại cu la, mẹ sao ghét thế. Ui ôi gần được đấy các bạn, mẹ em. Con này không đủ nộ rồi. Con này kéo đi viện rồi anh em ạ. À, để em cù lá thật kỹ thì xong đấy. Mày quá. Mẹ vẫn xuyên giáp sàn, sợ thật. Ải này không ăn được đó. 80 giây mà. Ui ồ, nó còn full cây kia đi. 80 giây nó vẫn còn full cây kia đi. Ôi, chắc là phải ngày mai. Nó sờ mắc các thứ ấy nhỉ. Chơi nó sẽ dễ hơn các bạn. Ngày mai có sờ mắc thì nó chắc là dễ hơn. Ok, đóng băng được nó rồi. Giờ chỉ việc đam thôi anh em, đúng không? Mẹ 19 giây sợ không đủ ấy. Không đủ rồi. Cày thế. Mẹ chở con yêu đi lên combo mà không được. Cáu thật sự ấy. Ôi, gần càn, càn 3 phát thì nhẽ không có 1 phát ăn. Mẹ cáu nhé. Ờ, này anh em phải thuộc combo nhiều. Này anh em phải thua combo nhiều để ăn thua. Ôi
ông nó đấm nữa thì nhấc người. Giảm độ nó xuống. Mẹ giảm nó vẫn lên được thì anh em. Giảm mà nó vẫn lên được, sợ thật. Không ăn thua đó, trầu quá. Ui dồi, nó đấm đằng DC à, 8 triệu máu ạ. Quá lọ. Nó đấm đằng DC à anh em nhá. Dạng như kiểu đứng kiểu One Punch Man đấy anh em. Dạng đứng kiểu One Punch Man nhỉ. Đấm phát chết, đấm phát chết. Sợ thật. Đúng kiểu đấm phát chết. Ờ sai rồi. Ơ bỏ qua thì lại thắng này. Ừ, được, thắng là được. Cuộc đời thì sẽ hài vãi lồn. Hài vãi cứt anh em ạ. Ngồi chơi hát thì đéo qua. Đánh vớ vẩn, ngồi ấn bỏ qua thì lại qua. Cuộc đời ghê thật. Chứng tỏ là vẫn có xác suất ăn luôn anh em hiểu không? Đúng không? Và càn quét à, mẹ ông là lười gì cứ càn quét tầm khoảng 5-7 phát đéo qua, đéo đầu phải đánh tay đúng không, đấy sắp qua đấy, theo tôi nghĩ là như thế, gần được rồi đấy. Phát thứ 5 này, ây à, thứ 5 được rồi. Đấy, thấy chưa, tôi bảo rồi. Chơi nhiều làm gì đau đầu, vẫn có xác suất qua mà anh em đúng không. 106 này. Ui dồi, thế đéo lên trên này toàn cu la vậy. Lên trên này toàn cu la đấy anh em ạ. À, đánh như này là vẫn có xác suất qua nhá. Hai phát càn quét. Tôi quyết định chỉ càn quét rồi anh em. À, gần được rồi. À, ngày đẹp trời thì máy nó đánh còn hay hơn mình. Ây da, mẹ càng thế nhờ. Ui dồi, không win nổi à. Thử kiểu khác đi. À, gần được. Mày nào, thấy chưa? Nào, chơi với chúng tôi ạ. Chúng tôi chơi ngay, chúng tôi càn quét ngay. Chúng tôi càn quét ăn ngay. Đúng không? Không ăn được thì chúng ta đổi đội hình như một tí rồi chúng ta càn quét lại. Là hốc được đấy. Đấy 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 đấy. Gần hốc được rồi anh em. Cảm giác là gần hốc được rồi đấy. Thiếu một tí nữa thôi. Anh em tin tôi, gần hốc được rồi. Đổi lấy tí phong thủy chứ mà. Mày, ui giời ơi. Không ổn đó. Phong thủy không ổn rồi anh em. Nào, thấy không? Tôi bảo rồi, càn quét cho nó nhanh, đánh tay nhiều khi mất thời gian mà lại chưa chắc đã qua đúng không? Càn quét mẹ nó nhanh. Đấy, tầng 109, mẹ ui ô. Lên trên này toàn cu la đấy thì chết. Ui ôi, gần được kìa. Gần được kìa. Phải đổi một tí phong thủy rồi. Ui dồi ôi, chấm máu nữa thôi anh ơi. Gắn được.
vẫn được. Khấu nhỉ. Vậy để cô la lên lên trên yếu hẳn. Thế đó. Ai là này nó có kêu nét ở sao ạ? À đâu, kêu thường mà. Nó nhìn như thằng kêu nét đấy nhỉ. Không ăn được nữa rồi anh em ơi. Không ổn rồi. Anh tay ải này thì bao giờ cho nó xong đây. Thôi chắc chờ ngày mai đây nha, đúng không? Bây giờ chạy cối đây nhá, đánh tay một ván nhá, nếu không thắng nữa thì thôi. Không thì chờ ngày mai, chờ lúc mùn ăn chắc. Không đóng băng nó lại đi. Không đóng băng nó lại thì toang hoác à. Phẹt phát chết mẹ đội hình đó. Ui đàn cái kia thì bốn thằng nào chịu nổi. Đàn cái kia thì thằng nào chịu cho nổi anh em. Ui đánh chay còn chết kìa. Chưa cần dùng những tuyệt kỹ ạ. Khoai ạ, khoai lang ạ. Đây phải lục môn của Kula. Không lục môn không chống được anh em ạ. Wow, đấm lực, lực điền thật sự. Cứ một hit chết đấy. Đấy, đánh mẹ. Độc chiêu mà đánh mình như con cờ rẹp đây nha. Ok, thôi clip này mình xin phép tạm dừng lại đây nhá. Bye bye, hẹn gặp lại anh em vào clip ngày mai. Thì có lẽ là có lúc môn cu lại thì càn quét nó sẽ nhanh hơn đấy, đúng không? Chứ còn bây giờ chị cũng không càn quét được nữa rồi. Ok, bye bye, chúc mọi người một ngày vui vẻ nhá. Cảm ơn các mọi người. Thank you.